Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 2018 và cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em về rất là nhiều mặt hàng và em sẽ giao lưu và giới thiệu với cả nhà để cả nhà cùng sưu tầm và cùng giao lưu nhé. Đầu tiên đây chính là chuỗi ngọc này. Và em tên là Chu Thảo ạ. Nhà em thì ở trên Cao Bằng. Em đang cung cấp các giống hoa lan rừng. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại 0965 495087 là số điện thoại của em Thảo Hoa Lan ạ. Và cái chuỗi ngọc này thì chúng ta có thể trồng vào giá thể hay là ghép vào gỗ đều được này. Gia đình em bán với giá là 300.000 một cân ạ. Và tiếp theo đây chính là đùi gà tròn của gia đình em này. Đùi gà tròn gia đình em bán phiên ngày hôm nay là 230.000 một cân đùi gà tròn này. Đùi gà tròn này thì hoa màu tím đậm hơn đùi gà dẹt và hoa của nó cũng rất là đẹp đúng không nào. Và bên trong này đây chính là dáng hương cẩm báo này. Dáng hương cẩm báo em bán là 230.000 một cân. Mua 3 cân em bán 200.000 một cân ạ. Dáng hương cẩm báo này là nếu mà mùa này thì chúng ta thuần dáng hương thì chúng ta trồng vào cây trồng vào giá thể đấy ạ. Thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta ghép vào cây nhá. Và ở bên trên này đây chính là bạch nhạn này, một trong những loài hoa màu trắng rất là xinh đúng không nào. Bạch nhạn gia đình em bán 200.000 một cân. Ở trên này là quế này, quế tím là em bán là 200.000 một cân. Còn đây là những cái bó hỏa hoàng cam của gia đình em này. Đây em bán 70.000 một bó này. Có bó bé, bó lớn này. Đây ạ. Rất là nhỏ đúng không ạ? Đây ạ. Ngọc thạch ba màu em bán 180.000 một cân ngọc thạch ba màu này. Và ở bên trên này đây ạ, em sẽ điểm qua nhanh thôi nhá. Và tiếp theo đây chính là dáng hương tam bảo sắc lá xếp này. Đó, em bán là 300.000 một cân. Xếp nó cũng xinh đúng không nào? Và tiếp theo đây là dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi cáo em bán với giá là 150 một cân. 150 một cân này. Và ở trong này là dáng hương sóc lào này. Hàng dáng hương sóc lào em bán với giá là 200.000 một cân. Còn cáo là 150. Và những cái dòng dáng hương này thì chúng ta có thể là chúng ta trồng vào giá thể thì nó sẽ tốt hơn này. Và tiếp theo đây này, đây là hoàng thảo này. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc đúng không ạ? Bên trong nó là màu vàng, ở ngoài nó là màu tím này. Và nó là màu tím, ở ngoài tím hồng đúng không nào? Gia đình em bán là 300.000 một cân hoàng thảo tam bảo sắc này. Tiếp theo đây chính là kiều vuông ạ. Kiều vuông thân ngắn, hoa rất là đẹp, hoa trắng họng vàng đúng không ạ? Gia đình em bán là 280.000 một cân. Ở bên trên này là hoàng thảo ý ngọc. Gia đình em bán với giá là chỉ có là 230.000 một cân thôi. Bên này là vảy rồng này. Vảy rồng Bắc gia đình em bán với giá là 150.000 một cân. 150.000 một cân thì chúng ta có thể ghép vào cây gỗ này. Đó. Và bên trên này đây chính là kiều vàng này. Kiều vàng em bán là hôm nay là 150 một cân. Đây nữa này. Đây là hoàng lạp này, hoàng lạp gia đình em bán với giá là 150 một cân ạ. Hoàng lạp hôm nay rất là tươi đúng không nào? Và ngày hôm nay thì em lại có thêm sơn thủy tiên thì em chỉ bán là 260.000 một cân sơn thủy tiên thôi nhá. Và đây là hạc vĩ bắc này. Cái hạc vĩ bắc thì gia đình em có cả hàng thuần và hàng kg luôn nhá. Hàng thuần nhà em lát nữa em sẽ quay ra luôn ạ. Đây ạ. Đó. Và tiếp theo là em có những cái chậu hạc vĩ hàng thuần rất là đẹp đúng không ạ? Những cái chậu hạc vĩ thuần này thì gia đình em bán rơi vào dao động từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu một chậu. Và cô chú anh chị nào mua hàng thì hãy cứ nhắn tin cho em ạ. Và tiếp theo là những cái khóm chân mộng em bán dao động từ 3 triệu cho đến 4 triệu một chậu. Đây ạ. Đó. Thì cô chú anh chị bây giờ chúng ta mua về chúng ta trồng ấy thì đến Tết nó sẽ cho hoa đấy ạ. Cái dòng chân mộng này nó là giấc mơ của vua Trần mà. Nên là cái hoa của nó rất xinh và nó nở vào dịp nguyên đán luôn. Và tiếp theo là những cái bó quế nâu ạ. Những cái bó quế nâu gia đình em bán phiên ngày hôm nay là 150.000 một cân. Ở một bó này.
Dạ. Và ngoài ra thì gia đình em còn có những cái chậu giáng hương đuôi cáo này, long tu, hạc vĩ, hoàng lạp này, kiều hồng, kiều vàng, hài dâu. Nói chung là có rất là nhiều những cái giò hàng thuần của gia đình em ạ. Cô chú anh chị mua giò nào rồi thì hãy cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại 0965 495 087 hoặc là inbox trực tiếp hoặc comment dưới video này luôn nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé.